chờ mãi như mưa càng nặng hạt Nhìn trời lúc này tối om Càng khiến mây xót ruột Cho có lẽ mưa đến tối không dứt Nhìn hai quả dừa trong giỏ xe ướt Thế nào về cái diễm cũng chửi mây cho mà xem Chẳng biết mây về muộn Diễm có biết đường mà nấu cơm không Mưa chắc không tạnh được đâu Hay em để xe đạp ở đây đi Rồi anh đưa em về Mây nhìn Quang không đáp Bởi nghĩ cũng ngại Để làm phiền người ta Nhưng cô đứng thế này mãi đến tối thì cũng chết Thế nên Mê gật đầu nói Vậy anh cho em đi nhờ với Quang gật đầu xuống tầng hầm lấy xe Trong lúc chờ Mê chạy ra lấy hai quả dừa trong giỏ Rồi lên ô tô của Quang trở đi Ngồi trong xe nhìn ra ngoài Điều lúc này tan tầm nên khá đông Phía xa kia không mưa Hoàng hôn đỏ rực đẹp đẽ Quang thích thú liền khen Em thấy ngắm hoàng hôn trong mưa đẹp không Rõ ràng Việt Nam mình Cảnh ở đâu cũng đẹp nên thơ đấy chứ mê nhìn theo mắt của quang hướng về nơi xa cô khẽ cười hỏi lại anh biết vì sao anh lại thấy cảnh đẹp như thế không vì sao cơ em không thấy thế à mê cười lắc đầu cô đáp anh thấy cảnh bình dị mà thấy đẹp đẽ hơn đời đấy là vì anh ngồi trong xe ô tô trong túi của anh có tiền anh không bận tâm đến tối nay phải ăn cái gì gạo còn hay là hết anh nhìn những người lao động đi xe máy chở con xem làm gì có để đến yêu đấy đâu Khi mà miếng cơm manh áo còn chưa đủ Thì hoàng hôn đẹp đến mấy Cũng chỉ là ánh chiều tà thôi Mây chăm chú nhìn ra ngoài Đôi mắt sáng lấp lánh như sao Khiến Quang chú ý Mây không than Không kể khổ Hay bất cứ chuyện gì Nhưng khi bắt gặp ánh mắt này Người ta luôn trông thấy được nỗi buồn đau đáu Tận sâu bên trong Quang lên tiếng hỏi Mây này Ở với gì chắc là em khổ lắm phải không Chị Diễm hay bắt nạt em lắm mà Anh có thể giúp gì được cho em không? Em có vấn đề gì cứ nói với anh Anh xem anh có thể giúp được hay không? Mê lắc đầu Nén tiếng thở dài Không có gì đâu anh Em nghĩ nhà nào có hai đứa con gái Cũng cãi vãi cả Nhất là khi em đi ở nhờ nhà gì dì, dì nuôi em lớn Em biết ơn gì là đằng khác Em cũng mong chị Diễm có thể thuận lợi kết hôn với anh chính Vậy là em vui rồi mây cười quay sang quang anh cũng khẽ gật đầu xe đúng lúc dừng lại trước cổng nhà trời vẫn mưa lớn khiến kính xe nhòe đi trước khi mây xuống xe quang có nói mây này khi nào không đi học với đi bán hàng thì qua khách sạn anh đưa đi cắt tóc với mua quần áo nhé không cần đâu ạ à? em có nhiều quần áo lắm rồi chị diễm cũng hay mua cho em nhiều lắm mây cười gượng từ chối có chút đề phòng khi Quang ngỏ ý mua sắm cho mình Anh có vẻ cũng biết mây sợ Thế nên anh nhẹ giọng giải thích Em đừng sợ Chỉ là mấy bộ quần áo thôi mà Bởi từ cái diễm cho Chắc là cũng là đồ của nó không mặc nên cho phải không Em nên nhớ Quần áo nó cũng có sai có số Cái diễm mua cho nó Thì người em cũng chẳng vừa Mà có vừa đi chăng nữa Thì cũng chẳng dành cho em Anh mới về nước bạn bè cũng ít Trông thấy em hiền lành mà lại rất giống anh ở điểm Rõ ràng chúng ta đều có nhà Như lệ đơn độc trong chính ngôi nhà của mình Có những chuyện không thể kể Chỉ có thể chịu đựng một mình Nhưng anh hơn em ở chỗ Anh cũng lớn rồi Tiền anh kiếm dễ dàng hơn em Em là con gái Còn đi học Có nhiều thứ phải lo Sau này cái diễm lấy chồng Thì cũng là người nhà họ hàng quen biết cả Thế nên em đừng có ngại Giúp được thứ gì Anh nhất định sẽ không từ chối mời nghe mấy lời tâm sự của Quang mà cảm thấy ấm áp biết bao nhiêu. đúng thật là Quang thân thiện và chân thành hơn nhiều với vẻ ngoài công tử lạnh lùng. Anh nhắc cô mới nhớ, cái hoàn cảnh của anh và cô đúng thật giống nhau, đều thiếu thốn tình cảm gia đình. trước lời đề nghị, Mây đồng ý, hứa hẹn sẽ đến nhờ Quang về khoản đầu tóc quần áo, làm tranh cười nói. rõ ràng là em đẹp theo kiểu châu Mỹ đấy nhá, nên chỉ cần Thay tóc đen này bằng mái tóc nâu nâu ấy Đã khác biệt hoàn toàn rồi Cứ thu xếp thời gian đi Chúng ta sẽ đi làm sớm nhất có thể Phải thay đổi trước đám cưới của cái diễm với thằng chính chứ Mây gật đầu nhất trí Một người giàu Một người nghèo Ấy vậy mà cùng tần số nói chuyện Vẫn rất là hợp nhau Mưa cũng vừa ngớt Mây che cặp lên đầu Tay không quên hai quả dừa Vội vàng chạy thẳng vào trong sân Chạy thật nhanh nhưng mà vẫn bị ướt Cô đứng phủi áo Thì xe của Quang cũng vừa giúp rời đi Hóa ra không phải là công tử nào cũng ngang ngược Và không phải cứ nhà giàu Là sẽ sướng Trời chập chẳng tối Mây giật mình nhớ ra Nhanh chóng đi vào trong Lúc này cái diễm cũng ngồi thủ lụ trên ghế Khiến mây giật mình Cái khuôn mặt như muốn ăn tươi nước sống người khác của nó Làm cho mây cứ nghĩ đến Mấy con mẹ đóng vai ác trong phim Không muốn cãi nhau mới đưa cho diễm hai quả dừa dừa đây mới đưa nhưng nó không cầm cái mặt vênh lên trông rất khó chịu nó lại bị cái gì rồi Mây không hiểu rõ ràng nó bảo mua dừa đến tiền dừa cô còn chưa thèm nhắc thì lấy cái gì mà nói dỗi chứ sao nữa dừa đây còn gì mà không cầm mày cố tình phải không mày biết tao rất ghét nhưng mày vẫn cố tình trêu ngươi tao có phải không cái diễm nhìn chằm chằm Mây cha hỏi Cô vẫn không hiểu Diễm có ý gì Liền ngơ ngác hỏi lại Sao nữa Giờ đây Mụ đúng ý rồi còn gì Bầu bị sinh ra cáo gắt đi à Mây hỏi xong liền để quả dừa xuống bàn Hơi đâu mà cứ cầm mãi Cô cũng không quan tâm cái Diễm làm sao Mà cứ nặng nhẹ với cô Tầm này chắc chắn là Nó chưa nấu cơm Nên Mây cất cặp rồi đi vào trong bếp Thế nhưng Diễm chưa đợi cô đi Nó đứng phát dậy nói thẳng Chuyện thằng Quang tao nói trưa nay Mày coi như điếc đấy à Tao bảo mày tránh xa nó ra cơ mà Mây khựng lại Trước lời hỏi han như cha tấn của chị Mây mới nhớ ra trưa nay cô và nó Mới cãi nhau về chuyện của Quang với chính Nhưng cô không hiểu nổi cái tính khí Trái thói ngang ngược Diễm lấy từ đâu ra Mà nhất nhất cứ bắt cô phải làm theo ý Đã ngứa mắt tuyển từ trưa Ngỡ là thôi Bây giờ Diễm lại gãi ra Khiến Mây quay lại chất vấn Sao mà chị vô lý thế nhỉ Tôi làm gì sai à Tôi đi mua rửa cho chị Nên mới gặp mưa đấy Không phải còn quay lại trở về hai quả dừa này Thì tôi đạp xe về nhà từ lâu rồi Ư từ đầu đến chân thế này Không được lời cảm ơn thì thôi đi lại còn hạch sách Đúng là trái thói Phải Tao trái thói đấy Mà làm gì được tao nào Mày đang toan tính mồi trả thằng Quang phải không Tao cấm mày đừng có mà bén mảng Diễm gào lên cảnh cáo có mây thì không hiểu thái độ này là gì. Nó vẫn đang ghen đấy ư? Nó ghen với anh chồng của nó đấy. Mây ngấm nước mưa nên rất mệt, cô chốt hạ câu cuối. Quang mua rất nhiều hoa của tôi nên chị không thể cấm tôi không gặp anh ta. Mà lạ lùng nhỉ. Chị không định để cho anh ta lấy vợ à? Chị lấy cả hai anh em nhà đấy ư? Chị đừng có nói chuyện kiểu vô lý như vậy chứ. Nói xong mây bỏ đi, cái kiểu cãi nhau nửa vời, xong bỏ đi. Khiến Diễm ngứa mồm Gào lên trời Mà đứng lại Định chống đối tao à con đĩ Để rồi xem Mày chết với tao Diễm gào lên tức tối Thế mới đã vào trong bếp nấu cơm Bà Long đau lưng lững thững đi ra trách Đi không sao Về đến nhà Chúng mày cứ như chó với mèo Mày không thôi chửi nó được hay sao Bà Long nói với con gái Nhưng Diễm vẫn cứ hậm hực Mẹ cứ vậy nó mới trào lên đầu mẹ ngồi đấy con này mà láo tuét á còn cho chó chết. Diễm Long sòng sọc nói, bà Long nghe cũng chẳng biết vì đâu, cái Diễm đâm ra điên thế này. Nó đã có thằng chính, thằng Quang thích ai là quyền của nó. Nói nào hay, thích cái mây thì càng tốt. Sau phúc đâu bà hưởng, chưa có mất mát gì đâu. Ơ thế mà cái Diễm cứ lồng lộn lên, làm cái gì? Nó mà không biết thân biết phận thì làm gì có cửa lấy con nhà giàu được nữa kể từ lúc biết tin có bầu tuy vẫn trong thời gian chờ đợi xác minh xem liệu có đúng diễm mang thai con của chính hay không nhưng phía nhà bà lan vẫn tận tình hỏi han chăm sóc diễm như con dâu thực sự họ gửi sữa bầu đổ tẩm bổ cho diễm liên tục ăn và cho có chất không những vậy họ còn đưa tiền cho bà long mua sắm những thứ cần thiết thế là bà lại sai mây đi mua tự nấu ăn cho đến chăm bẵm cái diễm mây làm cả Thiệt nghĩ bầu ngén là đúng Nhưng ngén tới nỗi Nằm suốt ngày không làm ăn gì được như diễm Thì giờ mây mới được mở mang tầm mắt Nói không hoa Chứ mà diễm ghi như đứa bị liệt vậy Ngoài cái mồm để ăn để chửi ra Nó có thể nằm triền miên Từ ngày này qua ngày khác Mới tất bật học hành bán buôn Rồi lại chạy về chăm cái diễm ơi thế mà diễm cũng chẳng vừa lòng Đi học về thì mồ hôi ướt đẫm áo Vừa đói vừa nhọc rót ở cốc nước kề môi còn chưa trôi đến ruột thì cái diễm nghe tiếng mây về liền đi xuống chửi mà đi đâu đấy mà làm cái gì mà bây giờ mới vác cái mặt về tao đói lắm đấy mà không biết sao đi xuống lấy con gà đen trong tủ hầm cho tao ăn mau lên tôi đi học chứ đi đâu xong còn đi bán hàng mai dầm rồi còn gì chị cứ làm như chị một mình chị đói ý. tôi cũng đói chết ra đây này Mây cười mỉa trước cái thói Cắm cẩu kêu đói của Diễm Cứ thấy cô về Là y bài nó xuống lèm bèm Nghe em nói vậy Nó không vừa lòng Đi đến trước mặt mà đáp Học hành làm cái gì Tao bảo mày nghỉ đi cơ mà Giờ mới trong giai đoạn bầu bí Đi lại khó khăn Mày phải nhà cơm nước chợ búa Để còn chờ tao say vặt chứ Diễm vẫn cố nói Để yêu cầu đỡ em phục vụ theo ý mình Cả ngày chạy biết bao nhiêu cây số đã đủ mệt này diễm lại nhảy bên tai Khiến mây dừng tay Mà quay sang nhìn Mây dừng dưng hỏi lại Đi lại khó khăn hay là bị liệt Mới dừng lại ở việc đi lại khó khăn Thì chị chẳng đến mức độ cần tôi ở nhà đâu Tôi đi học đi làm Để ấm vào thân tôi 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 có ngửa tay xin chị đồng các nào đi học đâu Mà chị yêu cầu tôi nghỉ Cái diễm bầu chửi cũng chẳng được lâu Thấy mây bật Thì quay ra gọi mẹ Mẹ ơi Mẹ xuống nhà mà xem cháu gái ruột của mẹ Nó rủa con bị liệt đây này Thử hỏi không có mẹ tao nuôi nấng Thì mày có như bây giờ hay không Nhưng có học cái thói mất dạy Tao tống cổ mày ra đường bây giờ đấy Chị cứ đi mà gọi gì xuống đây Tôi mang ơn mẹ chị Chứ không phải là đứa lười như chị Mà nói thì nói cho hết này Tôi gọi mẹ chị bằng gì Suy ra mẹ chị là em gái của mẹ tôi Ngẫm ra thì chị phải gọi Tôi bằng chị đấy Thích bố láo không mình nghiến sang nghiến lợi giơ tay lên trực đánh Khiến cái diễm gật mình ôm đầu Đến nước này thì đúng là cái diễm phải gọi mây bằng chị mới phải Mình phát hiện ra điều này lâu rồi Nhưng ý bà Long giản vậy cô cũng gọi theo Mà so về tuổi thì mây ít tuổi hơn diễm Nên cô nhịn nó gọi nó một điều chỉ Hai điều chỉ cho em ấm cửa nhà ấy thế mà nó có biết điều đâu Con mây như con ở Hầu hạ đến tận mồm nhưng còn không biết điều Bà Long lại bị cái diễm lôi xuống nhà đòi công bằng Cũng đến là khổ cho bà Bà Lào bảo chửi Trả tiền sư bố chúng mày nữa Ăn lắm rồi dừng mỡ chửi nhau đấy à Mày bồ mày kêu mệt Sao mày nói lắm thế Nó còn đi bán hàng Không thể lấy cái gì mà đổ vào mồm chứ Bà Long trách con Diễm vẫn không thôi lý xử Nó bắt con gọi bằng chị đấy mẹ xem nó có bố láo không Thì đúng còn gì Mẹ nó là chị gái của tao mà Tại vì tao nghĩ mẹ lớn hơn Nên tao bảo nó gọi mày bằng chị Mà đéo mẹ Chị em thì đã làm sao Mất cái biếng ăn nào mà hậm hực Tao cũng đến khổ với chúng mày Hai mẹ con vẫn ở ngoài nói nhau Mày vẫn thong thả nấu bữa tối Nhiều khi nghĩ lại Mày cảm thấy mình nhẫn nhịn thật là trâu bò Bao nhiêu năm Cô vẫn ăn ở được với cái mớ hỗn độn này Diễm vẫn hẳn học mà trách Mẹ làm cái gì mà bênh nó ghê thế Mẹ nên nhớ con mới là con gái của mẹ đấy nhá Ôi dào Tầm này không quan trọng Là mày hay nó Một thời gian nữa mày cũng đi lấy chồng rồi Nó ở với tao Mà người ta nói rồi đấy Đứa nào được việc thì được lòng Mà mày từ khi đi làm ấy, cứ đưa cho tao một đồng nào đâu Lắm mồm ít thôi Nói xong bà Long quay ngoắt đi không thèm nói Diễm dậm chân dậm tay thỉnh thịch rồi lèm bèm Cái con thị nở trời đánh Mày sẽ biết tay của tao mây vừa nấu cơm vừa hát cho cái diễm tức chơi chứ thực ra cô cũng mệt sắp ngất ra đây cái sự thản nhiên bên ngoài đang che đi sự ấm ức bên trong chứ cũng chỉ chửi cho sướng cái mồm chưa nào có ai muốn mỗi lần mâu thuẫn gì diễm lại lôi cha mẹ của mây ra nói trên đời này mây chỉ còn mỗi bà long là người nhà cho nên mây thật sự không muốn làm cái thứ gì cho bà long phật ý những cái diễm nào có để cho cô yên tôi ấy mới nấu con gà cho Diễm ăn Đúng như yêu cầu từ sớm Con gà bé bằng cái vốc tay Được nấu kỳ công để không mất đi chất dinh dưỡng Từ hồi Diễm bầu Gần như thức ăn được chuẩn bị riêng Toàn là đồ chất lượng của nhà chính gửi tới Không nói nhưng cũng đủ hiểu Họ quan trọng đứa cháu nổi thế nào Phe này mà đi xét nghiệm Không phải là con của chính Chắc bà Lam bắt Diễm ói trả cho bằng sạch nhìn món ăn bắt mắt diễm ăn lấy ăn để phải nói ngoài cái mặt xấu ra thì Mây gỡ lại được chuyện nấu nướng làm việc khá tốt diễm ăn hết con gà lại còn mút mát ngón tay thèm thuồng suy nghĩ thế nào diễm quay qua nói bóng gió mây nấu kiểu gì mà con gà này bị tật hay sao mà thiếu mất một cái cẳng đùi tao ăn thì tao tinh lắm đấy nhá đừng người tao không biết là tao ăn đấy con mới bớt lại cái đùi cho tao nên bị thiếu đấy Mày biết tại sao nó xấu mà được lòng người khác hơn mày chưa Là do mày ăn tham Có gì ngon mày hưởng cả Mày có biết chia cho mẹ mày tí nào đâu Bà Long lên tiếng trước khi cây diễm lại móc mỉa cái mây Đúng thật là mây bớt lại cho bà ấy cái đùi Còn cô chẳng biết mùi vị nó ra sao Tần mấy đứa nào tốt thì bà bênh Còn người như diễm bẩn tính Mà này lấy chồng giàu rồi Thì bà biết là cũng chẳng thể trông cậy Mày ngước mắt nhìn bà Long Có đôi chút cảm kích Tính ra người khó chịu như bà Long Ngày thường bắt bẻ Nhưng chỉ ít còn có lý lẽ Vẫn biết nhiều lần bà nói ra những lời không mấy hay Thế nhưng điều đó không là gì So với việc bà đã nuôi nấng cô bao năm qua Đối với người ít họ hàng như mây Cô hiểu tình cảm nó giá trị đến mức nào Chỉ cần bà Long sống ngày nào Cô sẽ chăm sóc cho bà tốt nhất có thể ngày đó Đêm ấy trời đổ mưa Mưa to tới nỗi Mới không thể tập trung được Chốc chốc sấm sét lại đùng đùng Khiến mây giật mình Mây hé rèm cửa sổ nhìn ra ngoài Đã là 11 giờ đêm Đường xá tối um Vắng xe không có một bóng người Cảnh khế chia tán cọ vào cửa sổ Như người cào cửa Làm người nghe cũng phải khai người Mây cứ thế Chậm tư hướng đôi mắt ra bên ngoài Mỗi lúc mưa một nặng hạt hơn Lớp cửa kính nhòe nước Bất giác mây trông thấy Sáng người ngồi dưới gốc cây khế tay vẫn cầm cái làn nhựa đỏ Đội cái nón ngồi im lặng không nói câu nào Là bà ấy lại Là người đàn bà ấy Mây rụng mình thốt lên khe khẽ Không nói không rằng Mây vùng xuống gọi cửa phòng bà Long Dì ơi chị ra đây Người đó lại tới rồi Mây đập cửa liên hồi léo nhéo gọi Một lúc sau bà Long mới mở cửa Thấy Mây bà đã chửi ngay Tiền sự cha mày Mày để cho người khác ngủ không hả Dì Người đàn bà ngồi ở dưới gốc cây khế quay lại rồi Dì ra mà xem Mây luống cuống nói Rồi kéo tay bà Long Làm bà tức điên lên Bà gắt Mày điên à Thích thì xem một mình đi Gọi tao làm cái đích gì Không Dì đi với con Con nói mấy lần mà dì không tin Nay bà lại đến rồi Dì ra đây Một lúc thôi Mày hứng thú nói với bà Long Rồi lôi bà đi bằng được Bà còn không kịp xỏ xếp Cứ vậy bị mây kéo đi Ra đến hiên Mây bật điện sáng rực từ trong ra ngoài Đưa cho bà Long cái rổ Còn mây vội vàng đi đầu trần ra mở cổng trước Cô Cổ chăm chăm nhìn về gốc cây khế Tìm người đàn bà Nhưng lạ lùng thay Không có ai ở đây cả Sự hào hức được bao lâu thì lại bị tắt Trước khoảng đất không có lấy một bóng người Mây bàng hoàng Nhao nhác nhìn quanh tìm kiếm Nhưng không có ai ở chỗ này choảng tỉnh ngủ cho con đĩ suốt ngày bày trò là giỏi thôi có đích ai ở đây đâu lần sau mày mà gọi nhé thì đừng có trách tao đấy bà long gõ cái đĩa lốc vào đầu cháu rồi quay ngoắt vào trong để mà kệ đứa cháu của mình đứng đấy đây không phải lần đầu mới thấy người đàn bà ấy đến đây cũng kha khá lần nhưng cô cứ chạy xuống xem thế lại không thấy có ai ở dưới này cả mây hụt hẫng đảo mắt cô ra đến tận ngoài đường Trông theo xem còn nhìn thấy ai đó hay không Nhưng thật sự là không có ai Lúc đêm hôm thế này Khẽ thở dài Mây khóa cổng đi vào trong nhà Bà Long vẫn ngồi ngoài bàn uống nước Thấy mây xị mặt ra Bà trách Tao nói mày rồi đấy Chẳng qua đứng đấy giờ này đâu Chỉ có là ma thôi Mày đấy là mẹ của mày chứ gì Làm gì có Mẹ của mày mà về thăm Đã về báo năm trước rồi mà về thì tao mừng Chứ tao cấm cản sẽ mà phải lén lút Bà Long bực nói Mây cứ ngồi bẩn thận không đáp Thương hại Bà nói Thôi lên ngủ đi Muộn rồi Sao đừng có mà gọi tao nữa đấy Nói xong Bà Long đi vào ngủ Còn Mây vẫn ngồi đấy Trông ra ngoài khi mưa đã vơi đi một ít Những lần trước cô cũng trông thấy người đàn bà nào đó Tay cầm làn đi chợ Đứng đấy giữa đêm nhưng đi ra lại không thấy ai nữa Mới lần đầu cô cứ nghĩ Ai đó ngồi chờ Nhưng thấy họ ngồi đấy không chỉ một lần Mà khá nhiều lần Toàn vào đêm khuya không lộ mặt Khi ấy mê càng nghi ngờ Đấy là mẹ Bình về thăm Như vì lý do nào đó mà phải đi vào giờ này Thí dụ như bá lấy chồng mới Tranh thủ lúc chồng không có nhà Bà sẽ đến đây Nhưng không dám gọi cửa kiểu vậy Trong thâm tâm Mây vừa thương vừa trách biết bao năm trôi qua đến mặt mẹ cô cũng không biết và không khéo cô đã đi qua mẹ mình nhưng cũng chẳng nhận ra ngồi một lúc cuối cùng cũng đi lên phòng cả đêm mây không ngủ được cứ trằn trọc về người đàn bà lạ mặt ngồi gốc khế ấy bà ấy là ai liệu có phải là mẹ mây người đã bỏ đi biệt xứ bao năm nay không về đấy phải không nhưng có lẽ là không phải giống như bà long đã nói có ai cấm cản gì đâu mà lại không vào Nhưng có lẽ là không phải giống như bà Long đã nói Có ai cấm cản gì đâu mà không vào Rồi ngày Diễm đi làm xét nghiệm cũng tới Trước đó một ngày Diễm đã lo sợ không thôi Lỡ đứa bé này không phải là con của chính Nó sẽ thế nào Trước mặt bà Lan còn mạnh miệng Nói nếu chính không nhận Sẽ nuôi con một mình Chứ nó còn chẳng nuôi nổi bản thân Thì nuôi ai cho được lúc sau diễm lại nghĩ ra chuyện đẻ xong rồi vứt cho cái mây nuôi sống như cái cách mà mẹ mây để lại cô cho bà long nuôi nhưng nghĩ lại cũng không phải cách hay bởi như vậy ai cũng biết đó là con của diễm rồi người ta sẽ lại trách móc chỉ chiết móc mỉa và mây cũng chẳng rỗi hơi đâu mà nhận nghĩ chán chê diễm quay sang tính bỏ cái thai đi cho đỡ lằng nhằng nhưng bị bà long chửi thôi thì cứ gắng chờ đến mai Biết đâu lại là con của chính Thì đời nó lại sướng Sáng hôm sau Diễm được chính đưa đi viện từ sớm Nghe đâu mới hôm qua Hắn mới đuôi xong giải ở trong Sài Gòn Được giải nhất Nên nay về lại đưa cho Diễm một sớp tiền Khỏi phải nói Diễm vui sướng biết bao nhiêu Còn mấy đứng đấy cũng chẳng biết nói gì Đồng tiền chính làm ra Cá cược bằng cả tính mạng Lờ đỉnh thì chết như chơi Mới lần ngã sức sát mặt mũi Thế mà hắn vẫn còn đam mê lắm Xe rời đi Mây đứng ngoài cổng trông theo mãi Mong trời thương cho cái diễm Được gả đi êm đẹp Con gái đi Bà Long ở nhà lo sốt vó Đi đi lại lại trước sân Không để tâm vào việc gì Thế mây chuẩn bị đi Bà liền nói Đi sớm rồi về sớm nhá Chứ tí người ta đến đây Làm loạn thì còn mỗi tao Mây gật đầu trong bụng thì cười trước thái độ sợ hãi của bà Long Bà đẻ sai diễm Nhưng cũng chính bà lo cái thai Không phải là cháu nhà người ta Mà suốt thời gian qua Tuy chưa rõ kết quả Nhưng họ không để cho con gái bà thiếu thốn thứ gì Món nào bổ béo đắt đỏ Người ta mang đến cho diễm Lo lắng, chăm bẵm Hỏi han suốt ngày Bây giờ ngã ngửa ra Không phải là con cháu Thì đúng là vỡ mặt Bà Long tuy độc mồm chua ngoa Nhưng dù gì cũng chỉ là đàn bà con giải cái mang Người ta chửi cho thì cũng đành chịu Mây vừa đi vừa nghĩ ngợi Nếu đặt phải cô là cái diễm Nghe người ta nghi ngờ Cô sẵn sàng nuôi con một mình Chứ chẳng đợi thời gian bắt đi kiểm tra thế này Nhưng cô lại không giống cái diễm Nó ngủ với tá người Sự trung thủy không có Thì buộc phải đi kiểm tra Đã muốn gả vào nhà giàu Thì phải bất chấp mặt mũi Có giá của nó cả Tầm 10 giờ Lúc này mây đã về nấu cơm Bà Long đang ngồi trên ghế Chú điện thoại của bà bất ngờ vang lên Khiến bà giật mình Tầm này căng thẳng lo sợ Đến đánh quả giám to bà cũng thấy giật mình Tuy không nói Nhưng mà cũng có chút chuẩn bị tâm lý Nhà chính gọi sang mắng vốn Vơ lấy cái điện thoại Là diễm chứ không phải là chính Đầu dây bên kia đã vui sướng nói Mẹ ơi có kết quả xét nghiệm rồi Là con của anh chính chưa đây mẹ anh chính gọi con sang ăn cơm Mẹ với con Mây căn trước đi nhé Không phải chờ con đâu Bà Long ậm ừ tắt máy Thở cái phào như chút bỏ gánh nặng Quay sang Mây, bà báo Ơn rồi là con thẳng chính Phúc tổ 70 đời cho nhà mình Mây cười Cũng mừng thay cho Diễm Tầm này cửa hảo môn Nó đã bước được một chân vào đấy Còn sau này Cũng chỉ chờ một cái đám cưới Gọi là thông báo nữa là xong Bữa cơm trưa chỉ có hai dì cháu Cả hai không nói năng gì Bởi từ trước đến giờ Bà Long không hay nói chuyện với mây Chỉ có chửi cô là nhiều Này con gái sang bên nhà chồng tương lai ăn cơm Bà Long ăn một chặp Rồi bất chợt gắp miếng thịt ngon vào bát cho mây Này ăn đi Mình ngước lên nhìn bà Long Còn bà Long thì vẫn chăm chú Ăn uống Sống với bà bao nhiêu năm từ bé đến lớn Chưa bao giờ thấy bà cho mây ăn ngon Chứ đừng nói là gắp cho cô ấy vậy mà hôm nay lại gắp cho mây miếng thịt ngon nhất Trột giả Mây gắp trả lại bà Dì ăn đi Con không ăn đâu Tao gắp cho thì cứ ăn đi Một lần nữa Bà gạn lại miếng thịt vào bát cho mây Cô cũng không khách khí nữa Nhà chỉ có hai người Bà Long thở hắt ra và nói Cây diễm sắp sửa lấy chồng Sau cái nhà này Chỉ có tao với mày thôi nó đi thì mày cũng bớt khổ Mày cũng sắp học xong rồi Tranh thủ chăm chút sửa soạn Rồi tao cũng gả mày đi cho nhanh Chứ xấu như mày Sớm của mày thì muộn của người ta Kiếm chồng dần đi là vừa Chỉ lo cho con đi ạ à? Mây không khỏi ngạc nhiên mà hỏi lại Chưa bao giờ bà Long nói những lời này Lần đầu tiên mà Mây nghe thấy Trước kia bà với cây diễm Thay nhau chửi Rồi chê Mây xấu Ấy vậy mà bây giờ lại sạn dò dạy bảo mây như con gái vậy bà long nhìn mây cười nụ cười xen lẫn sự buồn thoáng qua bà đáp lo chứ sao không bởi mày xấu quá không lo dần thì mày ế mất có thằng nào hỏi tao gả quách mày đi mày ở với tao từ bé đến lớn tao nuôi mày được chẳng lẽ lại không gả chồng cho mày được sao tao ghét mẹ mày nhưng mày tao vẫn nuôi đấy thôi bà long nói rõ ràng mê nghe thấy bà đang lo cho cô ấy vậy hỏi thì bà lại không chịu nhận thấy mê im lặng nghĩ cô buồn bà nói hôm qua lại thấy ai rồi nghĩ là mẹ chứ gì không phải đâu đừng tìm vô ích đến mặt mẹ mày thế nào mày còn không biết thì nhận làm sao bao nhiêu năm không có mày vẫn cô lớn ngần này đấy thôi cái diễm nó sắp lấy chồng rồi mẹ ở với tao vài năm rồi cũng lấy chồng nốt những chuyện không liên quan không có kết quả thì đừng có để ý tốn công vô ích bà long nhắc lại mây gật đầu trong tâm mây có thể hiểu cứ diễm lấy chồng bà lo lắng cho tuổi xế chiều buồn tẻ ngoài mây ra làm gì còn ai nữa trái gió trời trời ốm đau bệnh tật cũng chỉ biết trông cậy vào mây bây giờ bà mà vẫn giữ thói hoạn hỏe thì chỉ có chết già một mình chẳng bằng nói đôi ba câu ngọt ngào với mây xem ra còn được việc cũng đã có lần bà thừa nhận mây mà không mất cái mặt thì tính nết đến dáng dấp không chê vào được Tiếc là thời buổi này không có nhan sắc Thì thông minh cỡ nào cũng bị chèn ép Đầu giờ chiều Diễm được xe đưa về nhà Tài xế sách lình kỉnh nhiều đồ Toàn dành cho Diễm bầu bí Ngày đầu chính có việc Nên bà Lan trở về Thấy mẹ trong nhà Diễm khoe Mẹ nhìn xem nhà bên cho nhiều đồ không này Toàn đồ đắt tiền thôi Bà Long nhìn con khoe các thứ Bày ra trước mặt thì cũng mừng chẳng gì con bà cũng được gả vào nhà hào môn thì sướng không ai bằng vừa bỏ đồ ra diễm nói lấy vợ xem tuổi đàn bà làm nhà xem tuổi đàn ông bà lan bảo mẹ thu xếp rồi đi xem ngày nào đẹp báo lại bà ấy mà còn chuẩn bị đám cưới bà gật đầu nhưng vốn không tín vào nhân duyên bà nói vậy thì mày phải ghi cả thông tin của cả thằng chính nữa chứ để hôm nào tao bảo cái mây rẽ vào nhà thầy bói nào xem cho không được Mẹ phải tự đi chứ Cái mây biết cái gì mà đi Nhà chính nó cẩn thận Không xem rõ ràng Sao có chuyện gì Lại sách việc ra Diễm nhắc mẹ Bà Long bĩu môi giải thượt ra chê sợi Chưa mấy cái đứa lấy nhau rồi bỏ Cho nó không biết đường xem thầy đấy à Xem ngày nào mà không có tiền Thì cũng bỏ nhau cả thôi Tao không tin mấy cái chuyện vớ vẩn này đâu Để tao bảo cái mây đi xem cho Chỉ là cái ngày ấn định thôi mà Sao phải lo Bà Long giữ nguyên quan điểm ngang ngược rằng Chuyện ngày đẹp chỉ là vẽ vời Mê tín và bà không tin Nói nào hay Đến chuyện tuần rằm mùng một thắp hương Cũng là một tay mây chuẩn bị Để cho bà Long mà làm Thì cả năm bà cũng chẳng thắp nổi một cây nhang Chiều mới về đến nhà thấy Diễm vẫn ngồi trên cái ghế sofa xem tivi thấy em về Diễm khinh khỉnh nhìn vẻ đắc ý Vậy là nó sắp thành người giàu Một bước lên tiên khi ấy mây không có tiền phải lại lục luồn cúi nó Cô sẽ không còn trưng ra cái vẻ mặt làm cao ấy nữa Thời buổi này ai có tiền người ấy thắng Diễm sẽ cho mây biết thế nào là quyền lực, tiền bạc Trong tủ có cua biển đấy Lấy hết ra mà luộc Đồ nhiều nên tao sẽ đặt cách cho mày ăn một con Diễm hí hưởng lên giọng như bố thí Mây không nói gì Lặng lặng đi vào trong Lướt qua người Diễm nằm trên ghế Diễm thấy mây mồ hôi ướt đẫm lưng ấy vậy mà mây không dám than lấy một lời chịu sự chịu đựng của mây khiến diễm bực nghĩ cô là đứa điên không như nó đi làm một tiếng đã kêu mệt nhọc xin chào khi trong nhà mỗi người một việc thì bất chợt có tiếng người đàn ông bên ngoài đấy là quang anh lúi húi cúi người bỏ xép tay xách túi đồ khiến cái diễm vui mừng chạy ra nghĩ là bà lan thương cháu sai quang mang thêm đồ thì liền xua tay cười đáp Mày lại bắt anh mang đồ sang đấy à Chưa em vừa mới mang nhiều đồ lắm rồi Em nghén ngẩm thế này Ăn thế nào được hết Diễm cười gãi đầu xấu hổ Mây ở trong bếp nghe nó nói Bất giác bĩu môi Đúng thật là Diễm có ngén Nhưng một con gà nó ăn thì thiếu Chưa kể đồ ăn vặt lúc nào chẳng nhai Nó chỉ nghén lúc bà Long bắt làm việc thôi Còn ăn nó có ngén thứ gì đâu Quang lắc đầu Anh liền đáp Tôi không đến tìm cô Tôi đến bảo Kim Mây Mang hoa thêm cho tôi Mà khách sạn nhà tôi có khách Nói xong Quang định đi vào Nhưng lấn cấn thế nào Anh quay lại nói thêm À này, chưa cưới xin gì Thì cô cứ gọi mẹ tôi là bác, là cô Chứ đừng gọi là mẹ Nghe nó không được hay ấy. Thích ăn cái gì cứ bảo thằng Chính mua cho mà ăn Lời còn nói cũng đã nói hết Quang đi qua người của Diễm, lạnh lùng Khiến nó đơ ra quê một cục nói thẳng ra là quang không đếm xỉa gì đến nó. anh cũng nói thẳng, là anh đến tìm mây còn gì. quang đi vào, anh cười với mây, thái độ khác hẳn với cái hiểu lạnh nhạt với diễm. anh nói: mai khách sạn có sách khách đặt hoa, họ yêu cầu hoa sen trắng với hoa hồng làm chủ đạo. em lấy nhiều lên cho anh nhé. mai mang sớm để nhân viên kịp giờ chuẩn bị. mây phấn khởi gật đầu. nếu vậy chốc nữa mây phải đi đến ngay để kịp mai mang sớm quang đưa cái túi cho mây rồi nói cho em này mấy cái váy này anh mua ủng hộ của đứa bạn ngày xưa học cùng tôi cứ gạ mãi bắt anh mua em mặc xem có hợp không chắc là hợp với em đấy người của em mảnh mai thế kia mà quang vừa đưa cho mây vừa khen khiến cái diễm ngoài nhà cười mỉa rõ là mây xấu nhưng qua cái cách mà quang dùng từ thì ai nghe xong lại cứ tưởng là mây đẹp đẽ lắm mây nhìn túi quần áo mà quang đưa lắc đầu từ chối phần vì trước giờ không nhận đồ của người lạ phần vì vẫn nhớ cái diễm đã có lần cảnh cáo cô không được gặp quang nhiều lần cô cũng không muốn dây vào cho phức tạp nên lấy cớ em không mặc váy bao giờ anh đem cho người khác đi không anh đặc biệt mua cho em đấy anh cũng lựa rất kỹ rồi chắc chắn là em sẽ hợp anh mua sẵn để đấy sắp tới có đám cưới cũng phải mặc chứ anh sẵn rồi đấy khi nào rảnh anh đưa đi cắt tóc với lại spa Đảm bảo là em đẹp Yên tâm anh làm miễn phí Không chịu vào tiền hoa đâu mà lo Quang nói hết nước hết cái Mây mới cầm Ngoài kia diễm liếc ngang liếc dọc Như muốn lòi hai tròng mắt ra ngoài Quang thế này thì cô lại khổ với nó Nhưng cô không dám than sợ Quang cười Rõ ràng anh cũng chỉ có ý tốt Diễm đi đến Cười giả lả trêu đùa anh đừng có bảo là thích cái mây nhà em đấy nhá Thật như vậy thì gu của anh đúng là mặn mòi đấy Cái mây nó đẹp mà Tôi đã nói rồi còn gì Con bé đẹp theo kiểu châu Mỹ Chẳng qua là ở đây Không ai nhìn ra thôi Cô biết làm sao người nước ngoài da trắng Họ lại đi nhuộm da nâu không Đấy là gu đẹp của họ Với lại mây cũng lớn rồi Con gái sửa soạn ăn diện là sẽ đương nhiên Mà thôi Nói với người chưa đi qua châu Mỹ bao giờ Thì cô cũng chẳng hiểu được đâu chê bồi cái diễm hiểu biết hạn hẹp xong anh quang lại quay ra nói chuyện với mây như thể sự hiện diện của diễm là vô hình đưa đổ cho mây xong quang vội đi mây tiến anh ra ngoài tiện tay quang hái vài quả khế cho vào túi quần khiến mây bật cười người giàu có như anh thiếu gì sơn hào hải vị ấy thế mà trông thấy mấy quả khế chín không cầm lòng được mà thèm thuồng quang đánh xe đi mây cũng vào thấy diễm đứng cạnh cửa lừ lừ cũng biết nó chuẩn bị hoạnh hoẻ cô Y như rằng bước chân qua cửa Diệm đã nói Có vẻ mà thân thiết vanh quang quá nhỉ Có chiêu gì mà chài được nó thế Chỉ tao vài chiêu xem Người ta giàu có lắm Toàn người thông minh thôi Giữa gì bị một đứa quê mùa như tôi rủ rỗ Mà tôi không có khiếu Không khôn ngoan như chị lấy được nhà giàu đâu Mà đấy nhá Tôi không hề chủ động với anh ta Là tự anh ta tìm đến tôi Mây một lần nữa Không muốn cái Diễm gây rắc rối nên nói thẳng ra Diễm nghe Mây nói mình khôn ngoan Lại nghĩ là Mây ghen tỉ với mình nên đắc ý Dù không gây sự Nhưng Diễm vẫn nói thêm Bởi mày non dạ Nên tao vẫn phải nhắc mày Trên đời này chẳng ai cho không ai cái gì đâu Quang cũng thế Nó thân thiết tỉa tót cho mày Không khéo nó làm thân Rồi một ngày đẹp trời nó bám mày cho những cái lão dê già làm vợ đấy Mày cũng biết quản lý khách sạn ra thì người ta thuê phòng làm gì rồi đấy Chỉ có chăn rau thôi Diễm như con nhẳng đi theo mây Tiêm nhiễm vào đầu cô những nghi ngại Một nguy hiểm sẽ đến với mây Không giữ khoảng cách đối với Quang Đối với mây mà nói Chẳng biết Quang có phải là hàng ấy thật không Nhưng riêng về phần cái diễm Thì nghe ra Nó chẳng có chuyện gì tốt đẹp hay thật lòng cả Chẳng qua là Quang đẹp trai Cao giáo hơn chính Nói chuyện cô duyên hơn chính Mà có lỡ dở mới lọt vào mắt của quang thật thì diễm phải gọi mây một tiếng chỉ chứ chạy đi đâu mà tâm tính đứa đang rất ghét mình mình cũng không có gì ưa nó từ đời nào diễm chịu cho nên diễm có hàng nghìn lý do để khuyên can mây ngặt nỗi mới không quan trọng mấy chuyện này cũng biết thừa người như mình không có cửa sánh với nhà giàu có nhưng đứng trước cái diễm lo xa Mây không ngần ngại mà nói tôi cũng đang mong có người giàu có nào đó lừa tôi một bố thật đau đây Ngạt nỗi tôi lại chẳng có gì để người ta lừa mới chết nếu có thì lại được như chị có bầu rồi đường hoàng vào nhà người ta làm dâu nếu không phải là do có đứa con trong bụng chị thì chị nghĩ xem tay chính có lấy chị không mây vừa nói vừa cười nửa miệng tỏ ý khinh thường giam ba câu dọa khan mà đòi mây sợ hãi ư diễm lại coi thường tài trợ búa của mây quá đấy đối lý diễm đành nói tao cũng định mặt xác mày rồi đấy nhưng sau chẳng may có chuyện gì mày lại chửi tao không biết nói trước cho mày Không nghe thì thôi Sao tự mà chịu Nói ra vẻ dỗi rồi đi vào phòng Diễm nó chỉ muốn lúc nào Mới cũng phải thấp kém hơn nó mới chịu Chưa cô mà hơn Thời nào đó để yên Tối sau khi ăn uống qua loa Mê phóng ra vườn hoa để lấy hàng Những cảnh hoa được cắt tươi mơn mởn Còn nhiều đủ Được mây chất lên xe mang về Quang là mảnh làm ăn to nhất Từ trước tới giờ mà Mây có Nhận được đơn đặt Cô cũng muốn giữ uy tín và trách nhiệm Để còn làm ăn sau này Mang hoa đến nhà thì cũng đã khuya Mây ngồi chạy chiếu ra sân Nhặt lại từng cảnh một Sắp xếp cẩn thận rồi bó lại thành từng loại Tầm này chỉ còn mỗi khoảng sân nhà Mây là sáng đèn Cô gái trẻ với gương mặt lam lũ Ngồi tỉ mẩn bên đống hoa đổ màu Bàn tay nhanh thoan thoát cắt tỉa với đôi mắt sáng lấp lánh về một ngày mai tươi đẹp hơn. Một giờ công việc cũng xong, mình nhanh chóng thu dọn mọi thứ, cho hoa vào trong xô có chứa nước dưỡng, để lại cẩn thận bằng bạt mỏng, tránh sương đêm rồi mới đi ngủ. Vì là hàng đặt, chắc có lẽ phải tranh thủ dậy sớm để mang đi kịp giờ cho khách sạn mở cửa. Nhìn những xô được lấp đầy hoa tươi, mình nhìn sơ qua một lượt kiểm tra, cười mãn nguyện rồi nhanh chóng vào nhà đóng cửa năm giờ sáng mây dậy tranh thủ úp bát mì tôm ăn lót xạ để mang hoa cho quang trong lúc cắm nước sôi úp mì mây đi ra ngoài sân vén bạt mấy xô hoa toàn vớt cho bớt nước đi rồi lát nữa còn mang cây bạt vừa kéo lên một nửa đập vào mắt của mây là những bông hoa héo úa đã rũ ra hàng loạt cành mềm không còn cây nào tươi tốt mây chết sững trong giây lát thất thần không giữ nổi bình tĩnh mà ngã nhào xuống đất Tốn cả tiền bạc lẫn thời gian công sức Bây giờ chuẩn bị mang đi Để thành ra thế này đây Trong lúc còn chưa hoàn hồn đứng lên Thì điện thoại của cô đổ chuông Là Quang gọi Hẳn là anh dục mây mang hoa tới đây mà Tầm này còn không đủ thời gian Để cho mây chạy ra vườn lấy hoa khác Đã tiếc tiền thì chớ Sợ nhất là mất mối hàng Khiến mây chảy nước mắt Thở cái vào Mây nhấc máy Đầu dây bên kia Quang đã hỏi Mây à, xong hoa chưa em? Em đón khách ở sân bay tiện qua nhà lấy hoa luôn một thể Em đã phải đạp xe đi giao hoa cho vất vả Em chuẩn bị đi 5 phút nữa anh qua lấy Anh Quang này Hay là anh lấy hoa ở chỗ khác giúp em với Em... Mây run giọng rồi im lặng Cô mà nói thêm Chắc là khóc ra đây mất Nhưng Quang đâu phải là người dễ gì mà thôi Nhất là khi cả hai bên đã giao kèo Làm ăn từ trước Thế có gì đó không ổn Quang hỏi Anh em mình sao kèo từ hôm trước rồi mà Em làm sao thế Có chuyện gì phải không Em khóc đây à Quang hỏi hàng loạt câu hỏi Khiến cho Mây im lặng không đáp Cứ sự mệt mỏi cũng nỗi bất hạnh Cứ vùi dập Khiến Mây không thể nào chống đỡ được Sau câu hỏi không thấy ai trả lời Quang thắt máy Mây cũng đã nghĩ Hẳn là Quang đang rất tức giận vì cô làm ăn không đàng hoàng biết là khả năng cao mất mối hàng Nhưng cô cũng xin chịu Cô không thể chạy đi đâu được Để kiếm được hoa tươi bù vào cho quang Cùng lúc ấy Diễm cũng vừa dậy Nó ngáp ngắn đi ra ngoài hè Thế mây ngồi bẩn thần trước đống hoa đã héo Thì đùa Sao thế? Ơ kìa Hoa sợ lại héo hết thế kia Hay là nói trông thấy cái mặt quỷ của mày nó cũng chẳng tươi nổi Thôi buồn làm cái gì Vốn dĩ bán hoa mà Chỉ dành cho người đẹp thôi diễm bật cười quay vào trong nhà vừa hay quang cũng đi đến nơi mở cổng đi vào thấy mây cùng đống hoa rũ rượi trước sân cũng đoán được sự tình quang hỏi có đứa nào chơi xấu em phải không đi anh em mình đi báo công an không thể để chuyện này xảy ra thế này được nghe giọng quang cái diễm lại một lần nữa thò mặt ra khác hẳn với mấy câu nói ban nãy nói ra vẻ quan tâm lo lắng cho mây anh quang đấy ạ à? hoa này anh đặt của cái mây đấy à Khổ thân con bé Nó ngồi nhặt cả đêm để sáng kịp giao cho anh đấy Thế mà Diễm bỏ giờ câu nói Lắc đầu tiếc rẻ Quang thấy mây cứ ngồi đấy thì chép miệng Đi đến những xô hoa héo Rồi lấy bạt đậy lên không cho mê xem nữa Cuối cùng Anh kéo tay Mây đi Thôi không sao Bây giờ em đưa anh đến chỗ nào lấy hoa đi Hôm qua em nói Nên em không đi học mà Phải không Nhanh lên không muộn giờ Không để cho Mây đồng ý Quang đã dắt mây đi ra ngoài xe Trước sự ngơ ngác của Diễm Tuy bực nhưng trông đống hoa này Cũng đủ biết mây sẽ chẳng có tâm trạng nào Mà vui vẻ được đâu Suốt chặng đường Ngoài chỉ hướng đi ra Mây không nói câu nào Cô chỉ cho hoa một tiệm hoa tươi Người ta thi thoảng lấy của mình Để cho anh lấy tạm Hoa ở đây bảo quản rất tốt Giá cả lại phải chăng Có cắm luôn nếu anh yêu cầu trong lúc chờ người ta cắm Hoa đưa Mây sang đường ăn sáng Nhưng Mây không tài nào nuốt nổi Cứ nghĩ đến hoa của mình ở nhà Mây đại xót Quang thấy vậy liền đưa đôi đũa vào tay của Mây Và khuyên Thôi lỡ rồi, Quang đi đã Ăn xong anh đưa em đi trình báo công an Để tìm ra thủ phạm nhé Không thể để vụ này chìm được Không phải trình báo đâu anh Em biết ai làm chuyện này mà Mây cầm lấy đôi đũa Quang đưa uể oải ăn một miếng chán nản qua nghe vậy thì thẳng thốt em biết ư em biết thì càng phải báo chứ em không nói gì mà em nhịn như thế là dại đấy là cái diễm mây cuối xuống ăn khi quang còn căng thẳng nghe đến tên diễm quang quay săn nhìn giọng trầm hơn ban nãy quang hỏi lại một lần nữa em có chắc không sao lại là nói được chuyện này phải điều tra kỹ càng đổ cho ai còn được chứ đổ cho người nhà là em khói sống đấy mây cười quang làm sao mà hiểu được chuyện trong nhà bằng mây cô đáp đây có phải lần đầu tiên nó hại em kiểu này đâu tối hôm qua em với nó còn to tiếng cãi nhau sáng hôm nay lúc sớm em nghe tiếng cửa phòng của nó mở khi đun nước nấu mì tôm cái bình đun nước điện còn ấm nhưng lúc ấy em không nghĩ ra không nghi ngờ cái diễm nói thật em cũng chẳng biết nghi ai mây nhẹ giọng trình bày Cô vẫn cười nhưng chua chát Quang hỏi tiếp Sao em không nghi ngờ bà Long Tại anh thấy hôm ăn cơm Em với bà Long cũng không hợp nhau là mấy Với bà Long thì em tin là bà ấy không làm Bởi bà ấy biết số tiền bán hoa này Em cũng lo cho sinh hoạt hàng ngày thôi Bà ấy chẳng dại Mà đi chơi xấu em kiểu này Với lại bà Long cũng già rồi Không ưa em Bà chỉ hay chửi thôi Ai đi đám đá giấu tay Chỉ có cái diễm Mê nói thêm Quang thở dài tiếp Hóa ra không phải chỉ mỗi nhà anh phức tạp Nhà em còn khổ sở hơn nhà anh Đã về em cứ báo công an đi Cho người ta giam nó mấy ngày cho chừa cái tật Mây nhìn quang Cái môi mỏng dính cong cớn bực bội Khiến cho Mây đang buồn cũng phải cười Hóa ra Quang cũng đánh đá phết Chứ không lạnh lùng như cô nghĩ Lắc đầu Mây nói Lúc mới mở hoa ra kiểm tra Em đã nghĩ ngay đến nó Em cũng rất muốn vào đánh cho nó một trận nhưng nghĩ nó đang mang bầu giờ em đánh nó mấy cái nó lăn ra đổ thừa cho em thì cũng chết mà còn bà long đấy Át bà cũng chẳng bênh em đâu về em cứ nhìn để cho nó tắc oai tắc quái thế này à em càng không nói nó càng không coi em ra gì thôi không đáng anh ạ à. em còn đang ở nhà ở nhờ nhà cái diễm cơ mà nhà anh cũng chấp nhận nó rồi còn gì cha cũng sắp sửa cưới xin nó gả đi rồi lúc ấy có muốn cãi nhau với nó cũng chẳng được Mê lại cười Nụ cười của sự lương thiện Khiến Quang cũng thôi tham gia vào chuyện này Trải lòng với Quang đôi ba câu Cũng khiến cho mây tinh thần trở nên thoải mái Ăn xong rồi Như bên kia vẫn chưa cắm Xong do lượng hoa Quang đặt khá nhiều Hai người lại đi sang quán cạnh đó Uống cà phê chờ đợi Trong lúc đó Hai người nói chuyện với nhau Quang kể cho mây nghe Quan hệ giữa anh và mẹ con nhà bà Lan Cũng không tốt đẹp như vẻ bề ngoài Thế cho nên hôm sang đây lần đầu thay vì ngồi bàn chuyện của em trai quang chọn cách cùng vào bếp nấu ăn với mây nhiều chỗ cô thắc mắc liền hỏi lại nhưng em thấy anh vẫn gọi bà lan là mẹ cơ mà lúc đầu em nghe cứ nghĩ đâu hai người thân thiết lắm mới gọi nhau là mẹ con em có để ý những người giàu họ thường rất kín tiếng không nhà anh cũng thế ngày trước khi bố mẹ anh còn ở với nhau thì bố anh đã lén lút qua lại với bà lan rồi sau khi mẹ anh mất thì ông đón cả bà lan và thằng chính về nuôi khi đó bố bắt anh gọi bà lan bằng mẹ không được phép hỗn láo với bà ấy anh cũng nghĩ thôi thì mẹ cũng đã mất giờ bị ép vậy thì cứ gọi chứ chẳng mất mát gì đến khi lớn anh đi qua nước ngoài học giờ xong rồi mới về trước giờ đâu có người nào tốt với con chồng đâu anh bị bà lan đánh suốt đấy hồi đấy anh còn bé có lo sợ đủ điều Bây giờ lớn rồi Anh có nhiều thứ để cho mẹ con thằng chính Phải sợ lại anh Quang nói đôi mắt nhìn xa xa Chất chứa nhiều nỗi niềm Giàu có như anh mà cũng khổ sở ghê Quang tiếp Càng nghĩ anh càng nhận ra Cái diễm nhà em với thằng chính nhà anh Hợp nhau lắm nhá Toàn là đứa không hiểu lý lẽ Về cũng lại cãi nhau suốt ngày thôi mà Mây bật cười gật đầu đồng tình với cái kiểu trái thói của Diễm Thì ai mà chịu nổi Một lúc sau Hoa cũng được mang lên xe Trở về khách sạn Nói chuyện một lúc tâm trạng cũng khá lên rất nhiều Lúc này mây mới sực nhớ ra Cô quay sang hỏi Thôi chết Anh quên không đón khách ở sân bay à Bây giờ đã gần trưa rồi còn gì Anh bảo nhân viên đi đón thay rồi Chẳng qua anh muốn đi cho lịch sự thôi Chứ không có anh Thì mọi chuyện vẫn có quản lý cơ mà Mây gật đầu yên tâm nhìn xung quanh quang một lượt Mây thầm trầm trổ ngưỡng mộ người đàn ông quá đỗi tài giỏi lại còn đẹp trai Cô biết bản thân mình không có giá trị lợi dụng Như những điều Diễm nói Cô chắc chắn Bởi chỉ cần người như Quang đã là tú ông Thì rất nhiều người con gái đẹp Tự nguyện tranh chăn rắt Chứ không mất thời gian đi cùng với đứa xấu như Mây thế này Anh trải lòng tâm sự với Mây Cũng có thể là do hợp Cũng có thể là do cô hiểu chuyện Và quan trọng hơn Cô lại giống như anh những người lạc lõng Thiếu thốn tình cảm Không có ai để dựa dẫm ngoài bản thân mình mây trột dạ suy nghĩ Nếu Quang có là tú ông một ngày để lừa cô Cô cũng sẽ lơ đi Mà giả vờ chấp nhận Xong việc cần làm Đúng như lời hứa Quang dẫn Mây đi làm tóc Mua thêm vài bộ quần áo Mặc cho cô ra sức từ chối Nhưng anh bảo Anh và em đang là đồng minh với nhau đấy Chúng ta cùng ghét hai đứa nó Nên nhất định mình không thể lôi thôi mà bị chìm được Trong cái môi cong cớn lên của Quang Là mây cứ cười mãi Người đàn ông đa sắc Lúc trầm lúc lạnh lùng, lúc lại đanh đá Nhưng chắc có lẽ Mây là người hiếm hoi nhìn thấy biểu cảm này Trong lúc chờ Mây cắt tóc Quang cũng gọi điện về cho bà Long Xin phép cho Mây đi mua quần áo Để bà biết đường mở nhà tự nấu cơm Bà Long tất nhiên là sẽ không từ chối Trong lòng bà vẫn mong Cái mây xấu xí này có thể lấy được một người chồng giàu có cho bà hưởng lộc Nhưng bà không chắc Quang sẽ phải lòng người xấu như cô Bà Long cũng nói với Diễm Là mây đi cùng với Quang Chưa không về nhà Nên cái Diễm tranh thủ mà nấu cơm Lào bào về bắt làm việc nhà Nhưng nó cáo với mây đi cùng với Quang Bực sẵn nó gọi điện cho mây chửi Con đĩ Mày lấy cớ hoa héo để đi đú với trai đấy à Mày xem thường sức chịu đựng của tao quá rồi đấy Sao Chịu đựng cái gì Bầu lo mãn nói cho cẩn thận Giữ cái đức cho con chứ Khi Diễm còn đang gân cổ lên chửi Thì đen đổi thay Điện thoại trong túi áo khoác Mây để ở ghế Nên Quang bắt máy Những câu chửi còn khai hơn cả nước tiểu Khiến Quang vẫn nổ chửi lại Diễm chết sững Nó lúng túng giải thích Ok anh Quang Anh hiểu lầm rồi Ý em là Thì nhưng Quang đã tắt máy Rồi để lại điện thoại trong túi cho Mây Quay sang nhìn cô cô đang được nhân viên tư vấn màu tóc cho phù hợp với màu da, khiến mê thích thú. Nụ cười lương thiện cùng sự e thẹn xấu hổ. Rõ ràng là cô cười, nhưng người ta trông thấy không phải là sự giảng rỡ mà là sự vất vả, lam lũ của cô gái bươn trải đường đời khi còn quá trẻ. Sau một lúc cắt tỉa, nhuộm, đắp mặt, trải qua 7749 bước dưỡng ra, cuối cùng mây cũng đã xong khi bước ra đến quang còn không nhận được con bé mây phèn chúa anh vừa gửi nó vào bây giờ mây chẳng khác nào người con gái lai tây chính gốc làn da nó ngâm nhưng lại quá ư lờ với tóc nâu môi trầm cùng sống mũi cao chót vót quang gật gù khen bây giờ đeo vào mắt thêm cặp len ấy thì người ta tưởng em là gái tây là cái chắc bố mẹ em là tây phải không thế nên em là con lai là đúng rồi em em không biết Mây gượng gạo đáp lời Quang khi hỏi về cha mẹ Đã có lần anh nghe kể về hoàn cảnh của Mây Vậy mà trong lúc phấn khởi anh lại quên mất Gạt sang một bên anh lại tươi cười nói Thế này thì em đẹp hơn cái diễm nhiều Anh có mắt nhìn lắm đấy Em chỉ cần thay đổi cách ăn mặc tóc tai là xinh ngay ấy mà Thôi giờ cũng muộn rồi ta về thôi Mây gật đầu rồi đi theo Quang về nhà Trên đường đi cô lầm bẩm tính toán Đến khi tới nhà cô nói Tiền cắt tóc với tiền quần áo Em sẽ trừ vào tiền hoa nhé Không cần đâu Anh mua cho thôi Sắp đám cưới cái diễm rồi Quang nhắc lại mục đích thay đổi cho mây Cũng chỉ vì đám cưới cái diễm Nhưng cô lắc đầu đáp Chẳng phải em không có tiền đâu Em có nhiều chứ Chỉ là em tiết kiệm không đi cắt tóc đây thôi Cứ chốt thế nhé Mây nói rồi xuống xe Nhưng Quang lấy cớ, sách đồ Cho rồi theo vào Bà Long đang ngồi ngoài hiên Thấy mây về với Quang Thì niềm nở ra đón Khi Diễm tử trong nhà cũng chạy ra Nhưng nghĩ đến những câu chửi mà Quang nghe được Nó lại làng vào trong nhà tránh mặt Quang không hề nệ nang Mà đi thẳng vào trong nhà Khi Diễm sợ hãi tái xanh mặt Anh ghé sát vào tay của nó thì thầm Nhưng hai hàm răng Nghiến vào nhau ken két Khôn hồn thì có đừng động đến cái mây Không là tao không để yên đâu đấy Nói xong Quang rời đi nét mặt lạnh lùng đúng chất tổng tài Khiến mây nhìn mãi Cô xách đồ đạc lên nhà Ngắm nghĩa diện mạo mới của mình trong gương Vừa xinh đẹp lại vừa lạ lẫm Hóa ra trên đời này không có người con gái xấu Chỉ là người ta chưa biết cách làm đẹp đấy thôi Sống ngót hai chục năm trên đời Cô nào có ngờ Mình lại xinh xắn đến thế Đến tối Chính về nhà bà Long ăn cơm Hôm nay hắn có dẫn theo một người đàn ông lạ mặt Đến cái diễm lại bảo mây nấu thêm cơm trong lúc ngồi nói chuyện mình nghe nói người đàn ông kia lại là người chuyên sửa xe đuôi cho chính bởi bà lan bên nhà cũng không ưa gì con trai hay đuôi xe nên hắn không dám dẫn người đàn ông này về nhà của mình nên đành dẫn hắn sang đây ăn cơm trực phải nói câu cảnh cáo của quang với diễm rất hiệu quả khi diễm nhìn mây trước mặt vừa lạ là vừa con nét hơn thể tức lắm nhưng mà không dám hạch sách mây nhiều trong suốt bữa ăn Tất cả nói chuyện rất vui vẻ Nhất là cái diễm Lấy cái vớ bầu bí Đòi ăn thứ nọ thứ kia Đến con tôm cũng phải bắt chính bóc cho bằng được Người đàn ông gầy gò mới đến đây lần đầu Trong đôi vợ chồng tương lai quấn quyết thân mật Thì không khỏi ngưỡng mộ Anh nói Nó hai đứa hạnh phúc thế này Anh cũng mừng Chẳng giấu gì cô Diễm Thằng chính ngoài đam mê đôi xe Thì nó không có hứng thú Gái gú hay rượu chè gì đâu Có mình cô là anh thấy nó giới thiệu duy nhất đấy Diễm nghe vậy Thì không khỏi sung sướng Mặt vinh lên đắc ý mãn nguyện Không để kém cảnh Diễm thỏ thẻ nói Vâng anh chính cũng là mối tình đầu của em đấy Mây nghe Diễm nói Bất giác nhành mồm Hẳn là mối tình đầu Ê thế mà hôm bên nhà chính đòi đi xét nghiệm ADN Thì Diễm sợ không phải con của thằng chính Nên đêm không thể ngủ nổi Vì ba người hiểu biết về xe cổ nên quanh quẩn cũng chỉ bàn đến chuyện xe pháo sau một lúc thân thiết diễm hỏi người đàn ông về vợ con nghe đề tài này hắn cười gượng lắc đầu nói thật là vợ con anh chưa có cô ạ diễm khá ngạc nhiên khi biết người đàn ông sửa xe chưa vợ tỏ ý nghi ngờ cô ta nói anh cứ đùa em chứ anh chưa có vợ hai vợ ba thôi chứ gì không phải đâu anh chưa có vợ thật đấy chính lên tiếng khẳng định khiến người đàn ông xấu hổ khi ấy cái diễm mới tin nó ra vẻ quan tâm mà nói Em trông anh cũng chững chạc thế này Sao lại chưa có hả anh Không thể là khó khăn về kinh tế được Bởi vì em làm trong gara em biết Người sửa chữa toàn người giàu thôi Vậy là anh kén chọn quá rồi Mạnh cười lắc đầu Anh ta không muốn kể thêm về đời tư Nên im lặng Thế nhưng cái diễm vẫn chưa thôi Nửa đùa nửa thật nó nói Hay là anh lấy em gái của em không Con này nó cũng giống như anh ý Chỉ biết làm việc thôi Chẳng biết ăn chơi gì cả Mày ngày cái Diễm nói như vậy Thì ngước lên nhìn thơ thần Cô không để ý đến câu chuyện vừa rồi Nên không biết chúng nó nói cái gì Bà Long tưởng thật thì lắc đầu Bà gàn Thằng Quang, anh thằng Chính ấy, Nó kết cái mây rồi còn gì Mày cứ gạ gẫm lung tung Sao mất lòng thì rách việc Ôi dào, mẹ cứ nói vớ vẩn Mẹ thấy mồm lão Quang nói thế à Có mẹ với con mây tưởng bở thôi Lão đẹp trai giàu có thế Ai thèm lấy con mây này Chẳng qua người ta sợ sắp tới có cưới hỏi Cái mây xấu quá người ta mất mặt Nên mới dẫn nó đi thôi Người ta thương hại Đừng nghĩ là ảo tưởng người ta thích mình nhá Đến chí vẻo sống dậy còn chê nó Chứ đừng nói là người giàu có đẹp trai Anh Mạnh đây tao thấy hợp với mày lắm đấy Mây quay sang nhìn cái diễm Rồi lại nhìn Mạnh đang chăm chú nhìn mình Cô nói Tôi còn phải đi học Tôi không có thời gian đâu mà nghe chị gán ghép Tôi có muốn chị mai mối đâu Tính chị tôi lại gì Chị có biết đối tốt với ai bao giờ đâu Chị chỉ sợ tôi kiếm được mối ngon hơn chị Nên chị ghét đúng không Sống sân si như chị không sang lên được đâu Nghiệp quật đấy Nói xong mây bỏ đi Cái diễm ngớ ngẩn nhìn theo Giờ ngơ ngác nói như vô tội Trong cái thái độ của nó kìa Làm như mình có giá lắm không bằng ấy Sao chất già con ạ à. Đấy anh mạnh xem Cái mây nhà anh nhà em nó cũng cục xúc lắm Chứ chẳng được nhẹ nhàng mấy đâu Nó lấy anh là hợp nhất rồi còn gì Mạnh cười gật đầu Hàn cúi mặt xấu hổ Cũng không khó để nhận ra ý câu nói của Diễm Rằng người xấu như mây Mà lấy người ế như Mạnh Thì đúng thật là 49 gặp 50 Mới đi lên phòng lấy sách vở ra học Rồi nhầm lại số tiền hôm nay Đã chi vào việc cắt tóc Quang đã trả hết Nhưng tiền này sẽ trừ vào tiền sao hoa cho khách sạn sắp tới Nói rằng không tiếc tiền thì là nói điêu Chạy bao nhiêu cây số mới được vài chục nghìn Bây giờ cắt cái đầu tóc mà âm cả mấy ngày đi bán Đồng tiền kiếm ra không mấy dễ dàng Khiến cho mây sót ruột Quang cũng nói rằng để cho anh ta trả Nhưng vì tự trọng Cái sĩ diện không cho phép mây lấy của người khác Đối với người không có gì trong tay như cô Thì chí ít cô cũng phải có tự trọng Có cái danh dự của một đứa con gái Giá trị của bản thân nó Không nằm trong túi của người đó có bao nhiêu Mà chính là cốt cách Nhân phẩm của một con người này, học bài à?" Cái diễm mở cửa thò đầu vào, khiến Mây giật mình. Cô không đáp, vẫn lật từng trang vở ghi chép. Diễm đi thẳng vào trong, lấy trong túi ra một tờ giấy rồi nói với Mây. "Này, mẹ tao bảo là đưa ngày tháng sinh cho mày, mai mày đi bán rồi tranh thủ coi chùa xem ngày đẹp cưới hỏi, để tao còn báo cho nhà anh chính nhá." Dì Long đâu? Nói dế đi đi chứ, không thì bảo nhà bà Lan đi mà xem." tôi biết cái gì mà đi Mây hỏi lại Cô không muốn dính líu gì đến cái diễm Bởi cái tính hay đổ lỗi lại xấu bụng Nhưng nó không tha cho Mây Kẹp tờ giấy vào vở Nó cho mày đáp Tao bảo đi thì mày cứ đi đi Mày cũng biết là gì mày không tin mấy cái thứ vớ vẩn này cơ mà Tao cũng có nói với mẹ anh chính rồi Nhưng bà ấy bảo cưới vợ xem tuổi đàn bà Thì phải để cho nhà gái đi xem mới linh Mai mày đi xem chùa nào hay thề nào Thì cứ vào xem đại đi Cô khi nào bà Lan hỏi Tao có cái cớ là mày đi xem Thì cho bái đỡ nói Những lần khác Cái diễm mà nói quá là mây sẽ đi Nhưng cô vẫn ghim thủ cái chuyện hoa héo sáng nay Đưa lại tờ giấy cho diễm Mây vẫn thẳng thừng từ chối Tiếc là hoa của tôi héo cả rồi Nên chẳng có cái tiện nào Mà đi xem ngày cưới cho chị đâu Chị cũng biết ai làm thế phải không Con người bạc bẽo như vậy ấy, Tốt nhất là không nên dây dưa vào thì hơn Này Ý mày là cái gì Mày nghi tao làm hoa của mày héo đấy à Tao việc gì phải làm như thế Thế thì chị thề độc đi Nếu chị là cái đứa Làm cái việc này Thì đứa con trong bụng của chị sẽ thế nào đi Chị có dám chơi với tôi không Đang tức trong người sẵn Cái diễm lại lại nhải suốt Nên mây phải ra chiêu này Đúng như dự đoán Nó không dám thề Bởi dù gì cũng là con của nó Nên nó không muốn độc mồ một tí nào các bạn khán thính giả thân mến, các bạn vừa nghe xong tập 2 của bộ truyện. Thu Hệ hy vọng rằng các bạn sẽ luôn ủng hộ kênh bằng cách nhấn đăng ký kênh, like, chia sẻ video và để lại bình luận ở bên dưới nhé. Cảm ơn các bạn.